Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên thản nhiên đi dạo trên đường phố ở Úc với một con vẹt vàng trên vai và một con chăn trên tay đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hayley Jobin, người dùng mạng xã hội TikTok đang ngồi trên xe hơi với vài người bạn. Trong lúc dừng đèn đỏ, cô tình cờ phát hiện người đàn ông đang đi dạo trên phố. Anh ta có một con vẹt vàng đậu trên vai và đang ôm một con chăn trên tay. Người đàn ông được nhìn thấy lắc lư từ đầu này sang đầu bên kia và thậm chí còn nhảy nhót theo nhạc. Anh ta có vẻ không để ý đến sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Những người xem có thể nghe thấy tiếng bình luận trong video: "Bạn đang đùa tôi phải không? Hãy nhìn anh chàng kia, anh ấy đang có khoảng thời gian hết sức tuyệt vời." Phản ứng của mọi người trên xe trở nên dữ dội hơn khi người đàn ông dừng lại ở phần đường dành cho người đi bộ và đặt con chăn xuống vỉa hè để bấm nút xin sang đường. Một hành khách khác trên xe nói: "Bạn đang đùa phải không?" Sau khi bấm nút, người đàn ông cúi xuống, nắm lấy đuôi con chăn và nâng nó lên. Thời điểm trở sang đường, anh ta vẫn tiếp tục nghe điện thoại và ôm con chăn. Một hành khách trên xe nói tiếp: "Chắc chắn việc mang động vật như vậy ra ngoài đường là bất hợp pháp." Đoạn video vẫn đang tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 40.000 lượt thích và hơn 1.000 bình luận. Một cư dân mạng bình luận: "Tôi thật sự nghĩ rằng con chăn không được khỏe, thậm chí không cử động được khi được đặt xuống đất. Có thể nó đang bị sốc hoặc gần chết." Một người khác viết: "Thay vì quay phim và cười, bạn có thể gọi cho RSPCA, Hiệp hội Hoàng gia ngăn chặn sự tàn ác đối với động vật." Một phát ngôn viên của RSPCA nói với phóng viên Daily Mail rằng họ chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào về con chăn. Tuy nhiên, họ xác nhận rằng chăn cần được nuôi trong nhà và bên trong một khu đóng kín. Đối với con vẹt, người phát ngôn nói rằng con chim có thể được đưa ra ngoài nếu cánh của nó ngắn bớt. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn chú ý theo dõi đến cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức mới.